Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một tin buồn đến với những người yêu nhạc Việt. Ca sĩ nhạc sĩ Y Giang Tuyên, người con của núi rừng Ba Na, vừa ra đi sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh dịch COVID-19. Cuộc chia tay bất ngờ khi Y Giang Tuyên mới chỉ ngoài 40 tuổi, đang ở thời kỳ tràn đầy nội lực và thiết tha với nghề, làm cho đồng nghiệp và khán thính giả yêu mến anh thương nhớ xót xa. Biên tập viên Bảo Trang sẽ dành chọn chuyên mục Giai điệu quê hương hôm nay để nhớ về Y Giang Tuyên, chàng cao nguyên đã để lại cho đời những giai điệu đẹp. Bạn vừa nghe ca khúc Chỉ sống một lần thôi do Y Giang Tuyên sáng tác và thể hiện. Những lời ca đầy tự sự như gửi gắm biết bao điều mà người nghệ sĩ muốn trao cho những người ở lại. Cuộc đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi, thời gian xin hãy đừng phung phí, hãy sống hết mình. Hãy sống chân tình, hãy trao nhau thêm niềm vui sống. Y Giang Tuyên đã sống như vậy, hết mình vì âm nhạc, chân tình với con người. Sẽ còn mãi hình ảnh chàng cao nguyên gần gũi, hồn hậu, phóng khoáng trong lòng những người yêu mến anh. Với những tình cảm ấy, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học đã sáng tác Gió Thoảng Bụi Hồng như món quà đẹp đẽ để Y Giang Tuyên mang theo. Tôi và Y Giang Tuyên quen biết nhau sắp xỉ cũng gần 20 năm. Xuất phát từ cái tình yêu âm nhạc, xuất phát từ cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, nên là giữa tôi và anh có những cái đồng cảm, có những chia sẻ trong cái công việc hoạt động văn hóa nghệ thuật của mình. Khi mà biết tin anh vào một buổi sáng, tôi đã bàng hoàng và ngồi một mình thẫn thờ, cùng nhớ về anh, cùng thương anh, mong muốn làm một cái điều gì đó cho anh, thay cho một cái nén nhang. Thế là cái ca khúc mà tôi viết dành tặng cho anh ra đời. Tôi viết xong, gửi cho cả cái ekip để thực hiện, làm việc thâu đêm bằng cái tấm lòng ấm áp nhất. Mong anh nghe được cái ca khúc này trước khi về với đất mẹ. Anh đi đường vắng giọt dài, cao nguyên chập trùng, nặng hạt mưa xuống, rừng gọi thu xa, mặt hồ lăn tăn. Đường anh đi.
sông chơi một lần, từ biệt chốn xưa hạt bụi hóa thân, buông vội câu chào thở rừng vắng im vẫn ta. Vừa nghe ca khúc Gió Thoáng Bụi Hồng của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Học qua tiếng hát của ca sĩ Huyền Trang. Thưa quý vị, chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc hôm nay đến đây là hết. Nội dung của chương trình được đăng và phát lại trên trang web vov5.vn phần tiếng Việt. Quý thính giả quan tâm có thể nghe lại tại địa chỉ này. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Kim Lan, Bảo Trang, Hà Linh và kỹ thuật viên Bích Liên thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.